Mấy ngày sau. Chuẩn bị xong rồi chứ? Xong rồi. Vậy các anh em, xuất phát thôi. Đi đón dâu nào. Đang gọi. Lý Tổng, bọn họ tới rồi. Rõ. Tất cả chuẩn bị. Ra tay. Cẩn thận. Phắc, làm cái gì thế? Joe, đây không phải là Trương Hổ sao? Anh đây là vội đi đón dâu à? Sao anh không nói với tôi sớm, tôi có thể tìm người mở đường cho anh. Anh xem ngày vui như này xảy ra tai nạn xe, thật xui xẻo. Lý Diệp. Ai ai ai, anh Hổ, đừng tức giận, đây chỉ là một sự cố. Anh nhìn ngã ba này, ngay cả đèn tín hiệu cũng hỏng, sáng sớm lại có sương mù. Không phanh kịp cũng rất bình thường, không thể trách tôi hết được. Đánh rắm, mẹ kiếp các người rõ ràng là cố ý. Dám dùng trò bẩn trong ngày đại hỷ của anh em của bố mày, tao thấy mày chán sống rồi. Đao sẹo, bình tĩnh. Úi, sao thế? Muốn đánh tôi hả? Anh có muốn xem anh động vào tôi, các anh sẽ có kết cục gì không? Lý Diệp, cậu đừng quá đáng quá. Quá đáng ư, ông đây còn quá đáng hơn nữa đấy. Bây giờ tất cả các khách sạn nhà hàng của cả thành phố, bao gồm cả nhà tổ chức hôn lễ mà anh đặt, tôi cũng đã chào hỏi rồi. Trong hôm nay, bọn họ sẽ không cung cấp bất cứ phục vụ nào cho anh. Người phụ nữ mà Lý Diệp tôi không có được, Trương Hổ anh cũng đừng hòng có được. Muốn kết hôn, đi nằm mơ đi. Những người này ở đâu ra? Không biết, bộ phận chấp hành giao thông tôi đã đánh tiếng rồi, đường ở đây nên phong tỏa rồi. Nhà họ Thắng của Kinh Kỳ, chúc mừng anh huyết hổ tân hôn vui vẻ. Nhà họ Trương của Tây Bắc, chúc mừng anh huyết hổ tân hôn vui vẻ. Hồ Tam của Cửu Châu, chúc mừng anh huyết hổ tân hôn như ý. Các người, nhà họ Thắng của Kinh Kỳ, nhà họ Trương của Tây Bắc, đây không phải là thế gia nổi tiếng trong giới tu pháp hay sao? Cái quỷ gì đây? Ôi đù, trực thăng cũng tới rồi, những người này là ai? Tôi đâu biết, cậu hỏi anh Hổ đi. Đừng hỏi tôi, ông đây còn mù hơn các cậu. Nhìn cái gì vậy? Mau đi đón dâu đi. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây, mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch truyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ, đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo truyện ra sớm nhất.